4 con giáp được thần tài ưu ái, tháng 7 năm 2024 tiền tài ngập két, phất lên nhanh chóng. 1. Tuổi Tý. Chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài tháng 7 năm 2024 này. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm thêm đồng ra đồng vào, không còn túng thiếu vay mượn nợ nần khắp nơi như trước. Con giáp phát tài tháng 7 trên 2024. Người làm kinh doanh buôn bán khá tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh. Bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng đầu tư nhưng hãy tiến hành từng bước một, không cần phải quá vội vàng. Với người làm công ăn lương, thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau, bạn cứ tiếp tục chăm chỉ như hiện tại thì chẳng mấy chốc mà tích góp được một khoản kha khá. Càng về cuối tháng càng bận rộn nên bạn hãy đảm bảo mình có đủ sức khỏe và tinh thần để làm việc. Tuy nhiên, dù có dư giả, bạn vẫn cần có kế hoạch tài chính cụ thể và khôn ngoan. Bên cạnh đó cũng phải đề phòng tiểu nhân rình rập, tìm cách chiếm đoạt lợi ích của bạn. 2. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ được các tinh trợ mệnh nên gặp được nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Hơn nữa thu nhập đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng lương chính. Bản mệnh theo nghiệp kinh doanh buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, doanh thu nằm ngoài dự kiến. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh, quay vòng nguồn vốn, một ngày nào đó sẽ được hưởng mức lợi nhuận xứng đáng. Các mối quan hệ hợp tác cũng phát triển mạnh mẽ, bạn ký kết được nhiều hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên áp lực là thứ không thể thiếu, nhưng bạn càng cố gắng thì tài lộc càng vượng. Có điều trong tháng cũng phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc. Bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, cho vay mượn cần đúng người đúng việc kẻo tự đẩy mình vào rắc rối. Xem thêm, con giáp may mắn 6 tháng cuối năm 2024. 3. Tuổi Ngọ. Những cơ hội gia tăng tiền bạc cũng sẽ đến liên tiếp với Ngọ trong tháng này. Rất nhiều dự án mang lại nguồn tiền dồi dào, các khoản đầu tư trước đây vẫn đang đổ tiền về. Con giáp phát tài tháng 7. Người làm công ăn lương duy trì được công việc chính, đồng thời tìm được hướng đi mới để làm thêm, hứa hẹn sẽ có mức thu nhập đáng kể trong thời gian tới. Tình hình kinh doanh, buôn bán cũng ngày càng thuận lợi, bản mệnh dễ được lộc trời ban, túi tiền rủng rỉnh, thông qua đó bản mệnh cũng tích lũy được khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai. Đây còn là thời gian thích hợp để con giáp phát tài tháng 7 năm 2024 này khởi nghiệp. Khi cần thiết hãy tìm đến những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên hợp lý, rồi bạn sẽ thu được lợi nhuận ngoài dự kiến. 4. Tuổi Hợi. Tài vận của người tuổi Hợi trên đà khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Đầu tư kinh doanh đều thu về kết quả khả quan, dù có vấp váp khó khăn cũng sẽ có người tới ứng cứu. Người làm kinh doanh có một tháng buôn may bán đắt, hàng hóa lưu thông đều đặn và trôi chảy. Vì thế bản mệnh hãy tự tin để mưu đại sự, dám thử thách bản thân thì ắt thu được thành quả xứng đáng. Người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương tăng. Bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực, gặt hái được những thành tích cao nên được lãnh đạo đánh giá cao. Bạn cũng có thể chủ động đề xuất tăng lương cho mình. Khi túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm nhưng vẫn cần trong giới hạn cho phép của bản thân và tình hình tài chính hiện tại.